Con chào dì Sáu với lại bà ngoại nha. Thì ngày hôm qua con cũng vào con nói với dì Sáu với ngoại á là bữa hôm nay con dắt anh thợ khoan giếng đến để xem cái tuyến đường vào đây để mà khoan giếng cũng như là tư vấn cho gia đình để mà gia đình xem cái khoan giếng chỗ nào đó. Thì khi nãy thì anh thợ khoan giếng á ảnh cũng đã tới và ảnh nói rằng cái con đường này không có thể mà vận chuyển cái dụng cụ mà để khoan giếng được đó. Thì hồi sáng đến giờ thì con cũng đã gọi hai thợ khoan giếng, mà hai thợ khoan giếng này người ta đều đều là người ta họ từ chối không có nhận cái công trình này, tại vì là cái tuyến đường vào đây rất là khó. Người ta họ nói rằng là chờ cái ruộng nó người ta cắt xong rồi chứ mùa khô xe chạy vào mới khoan được, chứ hiện tại bây giờ mà người ta gánh những cái dụng cụ mà vào đây á, nó rất là xa và con đường nó rất là khó đi nữa, người ta họ ấy như vậy đó. Rồi thì cái số tiền mà Mạnh Thường Quân người ta họ giúp đỡ cho dì Sáu với lại ngoại á để mà khoan giếng cũng như là còn dư bao nhiêu tiền á, thì trao cho bà ngoại, thì hiện tại bây giờ là khoan giếng không được thì con cũng trao cho dì Sáu với bà ngoại ha. Sau này nếu như mà tới mùa khô hay là tới khi mà người ta họ gặt lúa xong á thì mình có thể là mình kêu người ta tới khoan cho mình. Dạ. Vậy thì con sẽ trao cái số tiền của Mạnh Thường Quân cho dì Sáu với bà ngoại ha. Dạ. Rồi em chào, xin chào tất cả các chú anh chị trên kênh của Phi Thiên Ân ha. Thì bữa hôm nay em dẫn anh thợ khoan giếng tới đây, thì anh thợ khoan giếng anh cũng nói thật là anh không có thể mà chuyển cái vật tư cũng như là chuyển cái máy để khoan giếng vào đây được, cho nên á cái việc mà khoan giếng nó cũng đã ngưng lại ha cô chú anh chị. Thì cái số tiền của Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho bà ngoại rồi dì Sáu cũng như là chị Ven á, thì em trao lại cho dì Sáu với lại bà ngoại của chị Ven đây ha, là số tiền 500 đô thì con đổi ra là 12 triệu dì Sáu. Đây dì Sáu nhận giùm con 1 ha, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 11 triệu, 12 triệu. À 12 triệu đủ ha gì sao? Vậy gia đình tôi xin cảm ơn mấy cậu trước. Dạ. Với lại xin cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho gia đình tôi có được nước xài, có giếng khoan ở dưới vùng sâu vùng xa. Tôi rất cảm ơn các Mạnh Thường Quân rất nhiều, xin cảm ơn. Dạ thì Phi ta chở được cái đó buộc phải gánh bộ, có một số đồ buộc phải gánh chứ bỏ xe nó mình không có chở được. Dạ. Cái này á là chỉ có gì nè, là chờ tới tháng khô á, xe xuống buồng mình chạy vô tới chỗ thì được. À vậy là không thể nào mà khiêng cái dụng cụ khoan vô được à anh? Trời ơi, tụi em là cũng cài dữ lắm, cỡ nào tụi em có đường đi, cỡ nào tụi em cũng đi nổi dân, mà đều thấy cái bờ đó là đi không được, chứ không phải là tụi em chê xa. À cái bờ hôm nãy vô, nếu mà nó là có cái bờ khoảng chừng nửa mét từ ở trên cái mé lộ hôm nãy có ba chiếc xe Honda á. Dạ. Nếu mà nó là nửa mét đi ngon lành đàng hoàng, đi thẳng vô tới cái chỗ của anh ok, không có nói tiếng nào hết. Mà dạ. Mà tại kẹt đi cặp bên hông cái hàng rào là nó dốc, với ông dưới nó đi vô tới gần hết cái hàng rào, nó còn có một chút xíu à. Dạ. Gánh cái đồ rồi cồng kềnh cái nó té xuống dưới ruộng, cái có gì cái giò cái cặn đại cái chết luôn. Mà bên 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 này nó cũng cái bờ nó rộng lắm.
Nhưng mà cái đồng ý, nhưng mà hôm nay tôi đi trên lộ xuống tới đây là ngang với cái mấy cái lùm cây của anh đây đang đứng đây nè, là nếu mà đi bộ mà gánh bộ từ trên mấy lộ xuống đây mấy trăm mét gánh không nổi đâu anh ơi. Ba trăm mấy mét gánh nổi đâu. Còn nếu mà anh gánh thì em thêm chi phí. Không, tụi nó không có làm nổi đâu. Nói chứ nói ra buông ra gánh mấy trăm mét bây giờ là nó chạy mất tiêu. Dạ. Chạy luôn. Gấp đôi cũng chạy luôn. Chỉ dạ, có trường hợp của anh là chỉ có thấy thắng khô á. Dạ. Là kiếm cái xe, mình kiếm xin cái đường nào, mình ở ngay cái bãi dốc đó, kiếm chỗ nào dốc, mình chạy xe xuống ruộng. Dạ. Mình xin ban cái bờ người ta, vô dạ. Tới chỗ là cái đó là được. Hoặc là cái thắng khô, cái thắng nước mà mình có cái máy xới nào mình mướn người ta mấy cò á. Dạ. Em ra ngoài quân làm hoài à. Nếu mà thắng nước ấy này là mình mướn cái máy cò cho giàn khoan người ta chở vô là vô vẫn làm bình thường. Dạ. Nó khó quá, chứ hơn nữa bây giờ cái cây nước của anh em báo cho anh biết luôn, nếu có thắng khô anh có làm là cũng chỉ có một cách là xài máy xăng thôi. Dạ. Chứ không, tại mình không có điện bơm không được. Còn cái mà bơm tay không có anh. Thì em nói anh cụ thể anh là nguyên ngày qua anh mà nếu mua được cái đồ bơm em đưa cho anh 5 triệu. Anh kiếm được cái đồ bơm mới, em nói anh ơi, em mua được cái đồ bơm mới rồi, chị Vinh có bán rồi nè anh, em đưa anh 5 triệu. Dạ. Bây giờ nó bỏ hết trơn rồi, không có đồ bơm đâu. Bơm không nổi. Có à. Bây giờ có, thật sự anh có mò kiếm được cái đồ bơm mà hắn ve chai, cái đồ bơm cũ hồi xưa á, biết không? Dạ. Anh đem lại gắp bơm cũng không nổi luôn, nó cứ nhắc được, thành thử ra là lý do gì đồ bơm người ta mới bỏ hết. Dạ. Bây giờ anh thông cảm đi, chứ giờ đường sáng gì tụi em làm không nổi đâu. Dạ, chứ phải dạ. Chỉ đường ngay ngắn đàng hoàng trăm mấy mét, nói anh nói tới đây anh không làm là không có. Dạ, mà anh thấy là tới mà tháng khô thì chắc cũng 4-5 tháng nữa thì thôi thua luôn rồi. Không, tới cắt lúa này nè. Dạ. Em nói ví dụ giờ tới mùa cắt lúa, biết không? Dạ. Là ví dụ như giờ có cái máy cầu nào ở đây gần đây, hoặc là anh có cái, nếu mà tới cắt lúa mà cảm thấy nó nắng á, cái đất mình nó gám á, là dạ. Tôi qua tôi coi chạy xe được, xuống ruộng chạy được là tôi xuống tôi làm danh liền. Chứ dạ. Không có chờ tới qua tới tháng 2. Dạ. Tại vì tháng 10 này cắt lúa nó là nó khô rồi, là nó hết mưa rồi. Dạ. Đất dòng này tôi biết yêu cầu mà cắt mà người ta chắc nước khô hết trơn, người ta cắt lúa rồi là nó gám mặt là xe tải tôi chạy xuống được là tôi qua tôi làm liền. Dạ. Chứ mình đâu có chờ tới tháng khô, tháng 2, chờ tới tháng 2 thì nó làm chi nữa. Trời ơi, cái con đường nếu mà anh khiêng vô thì nếu như mà bọn em sẽ cho thêm chi phí mấy anh em nữa. Có không có, tại cái đường đi là buông ra là anh em đã chạy hết. Tại vì ngày nào cũng làm, thấy cái này là buông ra là nó chạy hết trơn, nó làm nổi dạ, đâu đây. Tại vì là bọn em cũng là làm bên từ thiện, khoan cái nước từ thiện á. Ừ. Giúp cho bà cụ trong này heo út mà hiện tại bây giờ là không có nước dùng. Thì em cũng biết em làm lấy tiền mà anh khỏi cần năng. Em làm yêu cầu mà em cũng nói nãy giờ cũng hết lời với anh. Yêu cầu mà tụi em cả có khả năng chuyển đồ vô được là em làm liền. Em không có ngần ngại cái vấn đề đó đâu. Dạ. Nhưng mà tại vì anh thấy cái đường đi nồi mà đi không anh cũng phải bám như vậy. Không có anh đi chật giò cái anh cũng ruột xuống dưới ruộng rồi. Dạ. Mà đồ này là nó nguy hiểm lắm. Tại vì lúc trước cũng có một hai thằng á. Mình bắt cái đi làm cái rồi nó quẹt xuống cái giò cặn nó lòi qua bên nó gãy giò. Mình phải đền cho người ta. Mà dạ. Bây giờ tụi nó đi làm anh tính đi nó lấy tiền. Mà cái nào quá đáp nó cũng nghĩ à. Anh ép nó cũng đâu làm. Dạ. Tôi thấy đường gì nó chở đường gì mà ông kêu gánh đồ nặng, ông tưởng bữa ông đi thử đi. Dạ, mà cái máy đó nặng bao nhiêu ký anh? Cái máy á, là nó nặng 130 mấy ký nhưng mà nó nhiều món lắm. Trời ơi, dạ. Nếu mà hết vô là nó khoảng 1,5 tấn. Tấn rưỡi luôn anh. Trời ơi, 1,5 tấn chắc á. Rồi ống dạ. Ủ, ống cụ tùm lum hết trơn, máy xăng, máy đồ dụng cụ. Ơi, anh thấy trang bị giác kìa. Dạ. Bảo đảm nếu mà thấy thắng khô vô tới đỡ nghe, còn nếu đánh đường giác vô, nửa ngày giác, nếu mà giác vô chắc. Dạ. Cho hết đồ anh tính đi làm sao hỏi. Dạ. Tại vì mình khoan sâu rồi mình đồ đạc mình nhiều lắm. Ba cái ống sắt rồi ống mũ này nọ nữa. Đúng rồi, nối rồi ôi rồi ống này ống thun này ống kia tùm lum nhiều thứ lắm. Dạ. Anh cũng thông cảm chứ không phải trời em làm lấy tiền mà anh em cũng cố chạy qua đây đằng để coi tình huống coi nó nghe nó dắt bộ được chừng 200 mấy mà đường đi ngon lành em cũng đi rồi. Dạ. Mà tại không có đường thấy cái đường này 200 mét cỡ hơn 200 mét chứ nhiều, nhưng mà cái đường khó đi quá. Đúng rồi, phải cái đường cặp bên ông hàng rào mà nó bị ngang được nửa mét nó đừng đụng gì hết, nó vuông vắt đàng hoàng ok chốt. Dạ. Cho đồ vô liền. Dạ. Ừ. Rồi dạ, gì quá. Anh sắp xếp sao cho nó hợp lý lại đi chứ giờ tụi em tới đây là hết rồi. Dạ dạ rồi em cảm ơn hai vợ chồng anh nha. Rồi không sao, thí dụ giờ thì tới cắt lúa rồi anh muốn khoan thì anh cứ alo cho em trước để em sắp xếp. Em dạ. Qua
cái xe xuống dưới ruộng được là em làm liền. Dạ. Rồi, ok anh ha. Dạ, rồi anh chào anh nha.